Một phiên rất là bất ngờ của VN-Index khi hôm nay anh chị có thể thấy là mở phiên ra thì cổ phiếu tác động chính lên VN-Index của chúng ta chính là Vinhome và lây sang toàn bộ cái yếu tố vận động chung của thị trường. Có thể nói đây là một trong những cái thiên nga đen ngắn hạn, nó làm cho thị trường chúng ta bị mất đi cái yếu tố cân bằng và trở thành một cái nhịp rơi và khiến cho rất nhiều mã cổ phiếu có yếu tố bung volume ra. Thì giống như những video trước mình nói với anh chị nhà đầu tư, và trong những cái giai đoạn như thế này của thị trường mà thị trường chúng ta vận động bình thường thì thị trường chúng ta sẽ có những cái nhịp phục hồi nhất định. Tuy nhiên là thị trường ta xuất hiện những cái yếu tố nó khá bất ngờ như những cái yếu tố thiên nga đen trong ngày hôm nay, thì nó làm cho thị trường ta có yếu tố bung volume ra, nó làm cho những anh chị nhà đầu tư cầm nắm trong suốt khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là cầm ở vùng giá cao, thì có một cái yếu tố kích hoạt đà bán rất là mạnh, là nổ volume và thị trường ta giảm về 1055, giảm 46 điểm. Thế thì đối với những hoạt động này của thị trường thì anh chị cần phải lưu ý những gì và cơ hội cho thị trường ta trong những giai đoạn tới có hay không, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích ha. Anh chị có thể thấy thì hôm nay khối ngoại người ta bán ròng còn khoảng 88 tỷ, chủ yếu của Vinhome ha. Tự doanh thì hôm qua bán, hôm nay không biết số liệu thế nào, nhưng mà hôm nay khả năng nó sẽ mua ròng. Thế thì đối với những cái hoạt động này của thị trường thì anh chị cần phải lưu ý những vấn đề nào, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Anh chị có thấy là thị trường chúng ta hôm nay là nó có một phiên giảm mở biên ra rất sâu. Nói chung là mở phiên ra con Vinhome nó là sàn, nó chất mấy chục triệu cổ phiếu, nó lây lan sang tất cả các mã cổ phiếu khác, không mã chuyện nào chịu nổ cả. Và đây là một trong những cái nhịp ép bán từ IPO, và mình nghĩ là rất nhiều big boy của thị trường thì người ta cũng không ngờ là các cổ phiếu họ đang thu gom thì nó bị con Vinhome nó đã ảnh hưởng tới như vậy và làm cho cổ phiếu có yếu tố mở biên rơi. Thì mở biên ra thì chúng ta rơi sâu khớp lệnh khoảng tỷ mấy cổ phiếu, cho thấy ngay từ những cái vùng giá thấp như thế này, cái lượng cầu bắt đáy nó cũng vào rất là nhiều, và đặc biệt nó chỉ mua vùng giá thấp, giá sàn mà người ta kê rất là sâu. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh chị có thể thấy là cái yếu tố bất ngờ của thị trường sau khi thị trường chúng ta có một vùng cân bằng rất tốt quanh nghìn mốt, thì ngày hôm sau khi cái yếu tố đẩy nền thất bại, thị trường chúng ta mở biên ra rơi là do cái con Vinhome nó làm ra. Thì cái việc mà cổ phiếu Vinhome nó làm ra như thế này thì nó làm cho khá nhiều mà cổ phiếu rớt xuống rất là sâu, và cái cách đánh của thị trường trong giai đoạn tới nó cũng sẽ rất là khó, nên chúng ta phải lưu ý. Đó là những cái mình muốn chia sẻ với anh chị. Thực ra thị trường như thế này là nó mới cho mình một dao là hơi đau rồi nha anh chị. Thực ra mình cũng rất là kỳ vọng cái nhịp sóng hồi này, tuy nhiên là mình cũng không bán ra. Nói thẳng với anh chị nhà đầu tư là mình tư vấn anh chị nhà đầu tư chúng ta không bán ra. Để làm gì à? Thứ nhất, chúng ta phải chờ được một cái điểm phục hồi của thị trường, bởi vì thị trường ta đã rớt khoảng 200 điểm rồi. Thứ hai là bắt đầu nó về lại cái vùng chân dưới là 1150, 1120. Thứ ba là gì? Cái thứ ba nữa là có yếu tố nổ volume. Đây là một trong những cái yếu tố mình đánh giá là tương đối tích cực trong ngày hôm nay, bởi vì nó yếu tố bung volume ép hàng nhà đầu tư bán cắt lỗ, ép những nhà đầu tư đánh dài hạn đi ra ngoài, và có những nhà đầu tư lớn cá mập người ta vào, người ta gom trong những cái vùng giá như thế này. Quan điểm mình là tổ chức người ta chỉ bán cao và người ta mua thấp, chứ người ta không bán ra những cái vùng giá như thế này. Để bán ra vùng giá này làm gì có con nào lời người ta bán ra, đúng không? Big boy người ta chỉ làm gì, người ta mua rẻ người ta bán đắt, thì khi người ta mua rẻ là ở ngay những vùng giá thấp, bán đắt ở vùng giá cao, và cây này là cái cây mà nó bung volume ra để ép nhà đầu tư chúng ta bán ra là chính. Đặc biệt là những cái mã lớn như Vinhome là Vin này, nó đủ tạo những cái sức ép lớn cho thị trường, cũng gần giống như là một cái yếu tố thiên nga đen, nó làm cho thị trường nổ volume, nhà đầu tư cắt ra nhiều và lực cầu bắt đáy trong cái phiên này cũng rất lớn. Vì thế là về quan điểm của mình thì trong giai đoạn vừa qua thì tôi dùng chia sẻ thật với anh chị là mình bắt được những cái vùng giá rất thấp của thị trường, đánh hàng về có lời, nhưng mà mình kỳ vọng một cái trận cao hơn, nên là gì, nên là mình vẫn có yếu tố giữ hàng, nên là chuyển biến từ cái phần lời nó chuyển sang thành lỗ. Chia sẻ với anh chị nhà đầu tư như thế, có những mã cổ phiếu mình lời lời nhiều nhưng mà mình vẫn kỳ vọng một cái nhịp hồi lớn hơn, thì đó là cái yếu tố chúng ta phải chấp nhận rủi ro, và cái việc thị trường sẽ có yếu tố, những cái yếu tố này có khả năng xảy ra thì chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi như thế. Ví dụ như hôm nay mình có nói với anh chị nhà đầu tư trong nhóm này, hôm trước mình nói với anh chị này, anh chị thấy nè, mình có nói là mình sẽ đánh cược vào cái giai đoạn này và mình không bán ra cổ phiếu. Một là mình ăn to, hai là mình sẽ tính toán hòa trận chứ mình không ăn khúc giữa. Nên anh chị chúng ta phải lưu ý cái phần mà cổ phiếu có lời thì anh chị nào chúng ta linh hoạt theo nhóm thì chúng ta có thể bán theo mong muốn của bản thân. Còn mình thì thí dụ anh chị mà đánh theo hệ thống thì anh chị phải chịu cược vào một cái trận lớn, biên độ lợi nhuận tốt, nên là anh chị phải chịu được rủi ro nếu thị trường xấu, xem như chúng ta mất thành quả. Thì những cái yếu tố này thì 2 3 ngày trước mình đã chia sẻ với anh chị nhà đầu tư ở nhóm. Vì thế anh chị nào mà chúng ta có lời chúng ta chốt được thì mình chúc mừng. Còn nếu anh chị nào mà chúng ta theo hệ thống của Nam thì chút nữa Nam sẽ đưa ra một số kịch bản để anh chị chúng ta theo cho chót ha. Ví dụ anh chị nhìn nè, ở đây cái bảng cập nhật thống kê của mình nè, mấy ngày trước anh chị thấy là các cổ phiếu đều lời rất là ok, đúng không? Ta có những cái ngày trước là DSG lời tới 17% từ xanh, mà bây giờ anh chị thấy cái danh mục là chuyển thành đỏ rồi, đúng không? Chuyển thành màu vàng là âm hết rồi, chỉ còn DSG lời khoảng 500 thôi, còn lại là các cổ phiếu là âm hết. Thì đó, mình chia sẻ với anh chị nhà đầu tư luôn, chứ mà câu anh chị kêu ông này lời khoe lỗ dấu cũng có. Đây rõ ràng với anh chị nhà đầu tư là bản thân mình không bán cổ phiếu nào trong ngày hôm nay, vì nó đã bung vô ra và nó giảm mức ở những cái mức giá mở biên ra, nó giảm 4 5% là mình không bán được. Bởi vì bán ra thì gần như thì thực ra là bán hòa vốn cũng được, nhưng mình thấy volume nó nổ thì mình sẽ kỳ vọng một cái nhịp phục hồi của thị trường vào ngày mai.
là để cho chúng ta làm gì, để cho chúng ta có một cái mức giá tốt hơn để chúng ta bán ra. Thì khả năng nếu mà ngày mai thị trường nó có những cái diễn biến tốt hoặc là những cái thông tin tốt, thì quan điểm của mình nha, nếu mà như mà tối nay hoặc là chiều nay cái thông tin và cái yếu tố về mặt cổ phiếu Vinhome giảm được cái áp lực trên thị trường, hoặc là ngày mai nó không bán nữa, xác suất thị trường cái vùng này là cái vùng stopping volume 3 rất là cao, vì đây volume nổ rất là to. Và hôm nay mình đánh giá là có rất nhiều cổ phiếu nó có yếu tố được hốt sàn rất lớn. Ví dụ anh chị nhìn DSG đâu sàn đâu anh chị, nó sàn đó là có lực cầu mà người ta mua volume rất lớn, anh chị nó không sàn được nè, đạp sàn là nó mua, đạp sàn nó mua. Ví dụ anh chị đích này, nó đâu có bán sàn được đâu, hôm nay thì giảm 5,7% thôi. Anh chị VCI những con này cá mập mua, chứ bản thân nhà đầu tư cá nhân là mua, chẳng qua là ép gãy cái nền này nè, bung vô là giá rất sâu, khối lượng nổ to, toàn bộ những nhà đầu tư mua trong giai đoạn này họ cắt ra là chính. Còn trong cái nền này nè, bao nhiêu nhà đầu tư đeo bám đâu mà cắt ra, nên chúng ta lưu ý nha. Vì thế cái cây, những cái cây như thế này, VD này, Bitboy người ta mua là chính, SSI, Bitboy người ta mua. Nên về quan điểm của mình, đối với một cái yếu tố vận động chung của thị trường như thế này thì nó phải đang rất phụ thuộc vào con Vinhome này. Ví dụ như là hôm nay anh chị thấy cái thông tin về cái con Vinhome này nó vì sao nó bán sàn, thì hôm nay mình sẽ giải thích lại cho những anh chị nào nhà đầu tư mới. Chúng ta hình dung, thứ nhất là cái con Vinhome này nó phát hành cái trái phiếu chuyển đổi. Anh chị có thể đọc cái bài báo này nè. Vinhome nó phát hành cái trái phiếu chuyển đổi, mà trái phiếu này là một trong những cái dạng vay, mà cái dạng vay này nó chuyển đổi thành cổ phiếu. Thì tới thời điểm này thì nó bắt đầu là thay vì là nó nhận cái cục tiền về thì nó nhận cái cục cổ phiếu. Thì nhận cục cổ phiếu thì nó sẽ bán cái cổ phiếu này ra để nó thu tiền về theo một cái trạng thái chúng ta gọi là hedging. Thì lúc này thì nó làm cái việc hedging này mà nó bán trên sàn, làm cho cái lực bán của cổ phiếu nó lớn quá, nó lây lan sang rất nhiều các mã cổ phiếu khác. Nên chúng ta phải hình dung cái dạng trái phiếu chuyển đổi nó là như vậy. Bản chất là Vinhome lúc nào nó đi vay của cái nó đi vay để phát hành trái phiếu, bản chất là đi vay mà. Nhưng mà vay thì cái trái phiếu đó là, một là nó là tài sản, hai nó sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu. Thì bây giờ nó chuyển đổi thành cổ phiếu chính là cổ phiếu Vinhome mà ngày hôm nay nó vác ra nó bán, thì nó bán, nó lên sàn, nó chất, nó vác ra nó bán là như thế. Chúng ta sẽ không lường trước được những cái vấn đề này. Thực ra là mình nghĩ không ai lường trước được cái vấn đề này đâu, cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét. Đó là lý do vì sao mình có nói với anh chị nhà đầu tư trong nhóm mình là chúng ta phải chấp nhận những cái rủi ro này nếu chúng ta muốn ăn dài. Một, ta ăn to; hai là chúng ta làm gì, hai là chúng ta sẽ mất thành quả, chúng ta không có đường nặng đường mở. Lưu ý ha. Ví dụ như ở đây thì một cái người ở trong Vingroup thì người ta thông thông tin nhà đầu tư là nhà đầu tư trái phiếu chuyển đổi cũng đã tìm được nhà đầu tư cho đa số cái lượng cổ phiếu cần bán, tức là nó đã tìm được cái người mua lại cái cục cổ phiếu đó rồi, nên là ảnh hưởng thị trường đánh giá ngắn hạn mà không đáng kể. Tuy nhiên ra cái tin này thì mình đánh giá nó chưa có xác nhận lên thị trường, nên hôm nay là mình cũng không tin tưởng lắm. Quan điểm của mình là cái cổ phiếu vận hành tới đâu chúng ta cứ vận hành như thế. Thế quan điểm của mình là cái con này là một trong những cái con nó sẽ tác động chính cho thị trường, cũng như là cái chỉ báo cho thị trường từ ngày mai cho tới những phiên tiếp theo, để chúng ta xác định là thị trường này có một sóng hồi hay là nó hồi lên để chúng ta phải bán ra. Ví dụ như ngày mai và con này nè nó không bán sàn nữa, nó có được người mua rồi, thì anh chị xác định đi là những anh chị nào bán ngày hôm nay sẽ là bán ngay ra đây. Đó là cái thứ nhất. Tuy nhiên nếu mà con này ngày mai nó vẫn chất bán ra và nó không trao tay được 25 triệu cổ phiếu chất sàn đó, thì anh chị hình dung là thị trường chúng ta xác suất bể rất cao. Lưu ý nha. Vì thế mình đưa ra hai kịch bản luôn. Vì thế về quan điểm của mình, ngày mai mà thị trường chúng ta mà nhúng xuống khoảng cỡ 10 15 điểm nữa quanh cái vùng 1030 ở đây nè, thì mình sẽ canh múc ngược lên và ngày mai mình sẽ tiếp tục giảm ngân về thị trường. Nếu anh chị nào mà có tiền, anh chị đánh cược với hệ thống mà anh chị theo mình tới thời điểm hiện tại, thì anh chị phải xác nhận cái kịch bản đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu ngày mai á mà thị trường, ví dụ con Vinhome tối nay ra tin ngày mai thị trường kéo ngay, thì ngày mai kéo ngay mình sẽ bán hạ cổ phiếu mà mình không mua thêm. Nó sẽ có hai thứ như thế, bởi vì thí dụ ngày mai nó đạp xuống sâu, nó đạp vào vùng chiết khấu thì nó sẽ có những cái phục hồi theo dạng kỹ thuật ngắn hạn, nó kéo ngược lên trên. Rồi sau đó cái con Vinhome nó mới tìm được những cái gì gì đó, rồi kiểu gì nó cũng sẽ thoát. Rồi lúc đó thị trường ta sẽ có một cái nhịp sóng hồi. Nên là ngày mai mà thị trường ta đạp sâu thì mình sẽ mua. Còn nếu mà ngày mai thị trường mở ra mà nó tăng ngược lên là mình sẽ canh hạ thì đọc cổ phiếu ngay. Chúng ta lưu ý nha. Vì thế đó là một số cái quan điểm của mình trong những cái việc mà thị trường ta giao dịch trong cái ngày gần đây, cũng là một trong những cái yếu tố rất là kinh hoàng của thị trường trong một cái bối cảnh như thế này. Bản thân mình cũng không nghĩ, bởi vì sáng nay đi sâu. À, cái thứ nhất, cái thứ hai là mình đang từ lời thành lỗ, nên đâm ra là chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi. Thì cái này thì mình cũng đã đưa ra trước cái kế hoạch rồi, thì kế hoạch xảy ra thì chúng ta có hành động theo kế hoạch thôi. Ví dụ hôm nay mình cũng nhắc cho anh chị nhau tới buổi trưa này, chúng ta có ba kịch bản để cho anh chị chúng ta lưu ý. Thứ nhất là anh chị có thể thấy là cái sáng nay thị trường chúng ta bị ảnh hưởng lan bởi cổ phiếu Vinhome và bị chất sàn gây tâm lý lên toàn bộ VN Index. Sự việc là Vinhome nó tương đối là khó tiên lượng, nên là sáng nay xảy ra là rất là bất ngờ. Đặc biệt là volume này thị trường tương đối khá, cho thấy cái mức trao tay ở cung cầu những vùng giá thấp là rất nhiều, vì các cổ phiếu mở ra là giảm mạnh rồi. Ở vùng này thì mình sẽ đưa ra ba kịch bản để chúng ta hành động. Khi nào mà kịch bản nào xảy ra thì mình sẽ hướng dẫn anh chị nhà đầu tư xử lý. Ví dụ kịch bản một là con Vinhome là nó vét hết cái cục sàn kìa, tương đương với 25 triệu cổ phiếu, thì toàn bộ cái lực các cổ phiếu nó sẽ được kéo lên trong ngày hôm nay. Thí dụ anh chị thấy tưởng tượng Vinhome mà nó hút hết sàn á, tức là tìm được cái đối tác mà người ta mua được cái cục đó là thị trường hết áp lực ngay.
và trở thành một phiên wash out rất là tin cậy của VN Index khi thị trường ta đạt một cái nhịp giảm sàn và hấp thụ rất là sâu. Phiên này mình đánh giá Bitcoin người ta hấp hàng nhưng mà người ta mà lườm rau gắp thịt bởi người ta lo gãi con Vinhome này. Vì vậy chỉ cần là kéo cổ phiếu và hấp sàn thì các cổ phiếu khác trên thị trường sáng giờ nó không giảm trắng bên mua thì nó sẽ tự động nó kéo ngược trở lại. Anh chị chúng ta thấy mình báo mua thì chủ động mua thêm các mã cổ phiếu T cộng đang có sẵn trong danh mục, nếu mà có biên độ lời 5% trở lên từ cái điểm mua thì mình tranh thủ bán luôn, hạn có sẵn để mình hạn được cái giá vốn. Các mã là mình cho mua thì cái vùng giá nó vẫn nằm trong vùng trạng thái là không quá rủi ro nên là cái vùng mua của mình là khá là thấp. Các bạn hai là Vinhome nó tắc lệnh và nó kéo ngược lên, như vậy trạng thái này không được găm qua một cái bên mới, tức là đang kê 25 triệu nó tắc đi 20 triệu, tắc đi 25 triệu mà thị trường ta hồi lên á thì lúc đó là mình sẽ thị trường có phục hồi thì mình sẽ bán chứ mình không có mua thêm. Bởi vì sao? Bởi vì cái lượng hàng đó nó vẫn trôi nổi và nó chưa tìm ra một cái bên mới. Lưu ý nha, cái bảng 3 là Vinhome ta vẫn chất sàn mà không ăn lệnh. Mình sẽ hold danh mục vì bán hôm nay là bán giá gần thấp nhất rồi. Mình sẽ chịu nhịn thêm và chờ thêm ngày mai vì các cổ phiếu đã vùng giá rất là thấp. Có thể chờ một cái nhịp hồi sốc được thì mình có ba kịch bản thì anh chị chúng ta lưu ý. Bản thân mình đánh giá là kịch bản 1 thì có khả năng xảy ra nhưng mà nó không xảy ra. Thì chiều mình có nói với anh chị nhà đầu tư trong nhóm mình là thị trường này nó đánh theo kịch bản 3 rồi. Đó là con Vinhome ấy, nó sẽ giảm sàn và các cổ phiếu nó sẽ sàn nên anh chị phải chờ tới phiên mai. Thị trường nó sẽ có phục hồi theo kỹ thuật thì mình sẽ ra cái điểm đó. Thì đấy, thì bây giờ mình sẽ đưa cho anh chị nhà đầu tư hai kịch bản thôi. Một mà thị trường chúng ta nhúng sâu thì mình sẽ canh mua thêm một số mã cổ phiếu phục hồi là mình sẽ bán một số con có sẵn ra. Lưu ý nha. Cái thứ hai mà ngày mai mà con Vinhome này nó không còn chất sàn nữa, thị trường chúng ta hồi luôn, mình sẽ canh hạ thị trọng cổ phiếu bởi vì là khi nó mở ra cái gap này ra rủi ro thì mình sẽ chờ thị trường chúng ta ở một cái vùng cân bằng khác. Còn phiên này là cái phiên Bitcoin người ta thu gom cổ phiếu rất là nhiều. Nhưng mà mình không có trường vốn mình ôm hàng Bitcoin được. Mình bây giờ chỉ cần ưu tiên là mình quản trị danh mục của mình đối với những cái mã cổ phiếu ngắn hạn mà mình mới mua gần đây. Là để làm sao để mình ra được cái điểm tốt nhất cho anh chị nhà đầu tư là khách hàng của mình cũng như là những nhà đầu tư mới theo nhóm trong giai đoạn vừa qua thôi. Còn các cổ phiếu thì mình nghĩ nó ở nằm vẫn ở trong cái vùng ta quản trị thôi. Chúng ta chịu áp lực trong ngắn hạn, chúng ta sẽ chờ những cái điểm phục hồi vào ngày mai và ngày mốt. Nên chúng ta lưu ý một số cái điểm như thế nha. Còn hôm nay thị trường ta bung volume ra như thế này, không có cá nhân nào mua đâu. Tổ chức Bitcoin người ta mua là chính, những cá nhân nào bắt đáy trong những cái thời điểm như thế nha anh chị, những người nhà đầu tư nhiều tiền người ta mới bắt. Ví dụ VCI anh chị thấy nó sàn mấy lần mình hấp lên như thế này, chúng ta gọi là kền kền hút xác này. Nó mua trong những cái phiên như thế này. Và nó chỉ chờ những cái điểm phục hồi nó đánh tới cộng hoặc là nó sẽ đánh trường vốn trong giai đoạn này thì mình chưa rõ. Nhưng mà những cái điểm mà nó mở biên ra nó rơi như thế này, anh chị phải chờ một cái điểm phục hồi của cổ phiếu để chúng ta xử lý, chứ còn mà bán ra những cái vùng giá thấp như thế này nó cũng tương đối rủi ro. Chúng ta lưu ý nha. Vì thế quan điểm của mình là cái vùng này không phải là cái vùng ta đi quản trị rủi ro những cái danh mục mà chúng ta đã kẹp. Cái quan trọng nhất là ta nhìn ra cơ hội hay là cái yếu tố phải chờ đợi trong cái giai đoạn phía sau. Ví dụ như ngày mai thông tin tốt, mọi thứ ok, có thể đây sẽ là những cái vùng giá đáy luôn của thị trường. Nó nhúng xuống nó hồi lên, nó hồi tiếp tục lên đây, mai ngày mốt nó mở gap ra nó tăng lên luôn. Đây chính là cái vùng giá đáy để anh chị ăn sóng hồi cuối năm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà nếu mà nó không tạo ra một cái nhịp nhúng sâu nữa mà nó phục hồi lên ngay thì ưu tiên của mình sẽ hạ thì gặp danh mục và chờ một cái vùng cân bằng khác của thị trường. Ở đây là những cái kịch bản mình đưa ra cho anh chị nhà đầu tư. Còn phim hôm nay thị trường ta rớt xuống, anh chị chúng ta thấy lý do nó rất rõ ràng. Mọi thứ phải chờ cái yếu tố đính chính, phải chờ bác Vượng người ta xử lý cái yếu tố vấn đề sao cho nó phù hợp, và ngày mai mà không còn những cái lợi chất sàn thị trường ta sẽ dễ thở hơn. Nên chúng ta lưu ý nha. Vì thế kịch bản của mình là ngày mai nhúng sâu mua, nếu mà không nhúng sâu phục hồi lên ngay thì canh hạ thị trọng cổ phiếu đi và chờ thị trường cân bằng cho giai đoạn sau chúng ta tham gia lại. Ta sẽ bắt một cái điểm khác, mình chờ đợi thị trường 5 tuần vào cái nhịp này có lời không bán theo những cái điểm đặt cược thì đó là cuộc chơi chúng ta phải chấp nhận. Ở đây lỗ ngược lại một chút, chờ phục hồi lên hòa hòa vốn tí mình sẽ hướng dẫn anh chị chúng ta xử lý ra nha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, như là nhớ đăng ký kênh, like video để ủng hộ Nam nha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị buổi tối thật là vui vẻ, một sự phục hồi trở lại của thị trường ngày mai. Và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.